chào quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 60 giây hôm nay sẽ mang đến cho quý vị các thông tin được quan tâm nhất trong ngày. Bộ Y tế đề xuất tăng viện phí theo mức tăng của lương cơ sở. Thành phố Hồ Chí Minh công bố 26 khoản thu trong trường công. Hàn Quốc đề xuất tham gia giám sát việc xả nước thải hạt nhân ở Fukushima. Nhiều bị cáo vụ chuyến bay giải cứu nhận tội và mong được khoan hồng. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua thì mức lương cơ sở đã được tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng đối với 9 nhóm đối tượng. Bộ Y tế đã vừa có đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo sự thay đổi mức lương cơ sở. Theo đó, giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ tăng 5%. Theo văn bản phản hồi của Bộ Y tế, điều chỉnh tăng viện phí sau khi tăng lương cơ sở sẽ không làm ảnh hưởng đến người dân. Bộ Y tế cho rằng lương cán bộ y tế là một trong những yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám chữa bệnh. Do đó, nếu tính chi phí do điều chỉnh lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng một tháng, giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ tăng 5%, chi quỹ bảo hiểm y tế tăng khoảng 2.700 tỷ đồng mỗi năm. Khi mức lương cơ sở tăng, thì nguồn thu quỹ bảo hiểm y tế cũng sẽ tăng, do mức đóng của người tham gia bảo hiểm y tế cũng tăng. Đây là yếu tố Bộ Y tế cho rằng không ảnh hưởng đến người dân, do trên 90% dân số đã có bảo hiểm y tế. Nếu tính thêm chi phí quản lý, giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ tăng thêm 4%, dự kiến chi quỹ bảo hiểm y tế khoảng 2.180 tỷ đồng mỗi năm. Bộ Y tế cũng cho biết hiện nay, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm chính sách xã hội được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị, nên không bị ảnh hưởng khi tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh. Với những người có bảo hiểm y tế phải đồng chi trả 20% hoặc 5% chi phí điều trị thì khoản giá tăng thêm không nhiều, họ có khả năng chi trả vì thu nhập tăng theo lương cơ sở. Bộ Giao thông Vận tải đã gửi xin ý kiến của các bộ ngành về đề án thu phí các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư trước khi gửi lên chính phủ để báo cáo Quốc hội. Đến nay thì nhiều bộ ngành lại chưa cho ý kiến đối với đề xuất này của Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thu phí phương tiện lưu thông trên đường cao tốc do nhà nước đầu tư hoặc nhà đầu tư chuyển giao cho nhà nước theo hợp đồng dự án đối tác công tư. Cơ chế thu phí là theo số km xe chạy trên đường. Bộ Giao thông Vận tải cũng đưa ra dự kiến mức phí có thể từ 1.000 đến 1.500 đồng trên 1 km trên một xe dưới 12 chỗ ngồi và tính toán có thể thu về ngân sách khoảng hơn 2.000 tỷ đồng trên một năm. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, phương án này sẽ thu hút nguồn lực khu vực tư nhân và đảm bảo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 5.000 km cao tốc. Thu phí còn giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, nhất là với công trình đường bộ quy mô lớn, tổng mức đầu tư cao. Cũng theo đánh giá, thời gian thu phí các tuyến trên dự kiến trong 5 năm, đến khi có pháp luật về thu phí cao tốc. Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Trong đó có nhiều điểm mới đáng chú ý như biển số định danh, đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới. Theo đó, biển số ô tô xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Chủ xe phải giữ lại biển số định danh khi chuyển nhượng xe. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số xe đó được cơ quan đăng ký thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình. Biển số được lưu giữ lại cho chủ xe trong 5 năm kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn trên, nhà chức trách sẽ thu hồi đưa vào kho số để thực hiện đăng ký cho xe khác. Trường hợp duy nhất được áp dụng chuyển nhượng xe kèm theo biển số như hiện nay là trường hợp chuyển nhượng xe kèm theo biển số trúng đấu giá. Chứng từ chuyển quyền sở hữu phải ghi rõ nội dung chuyển xe kèm theo biển trúng đấu giá. Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe không kèm theo biển số trúng đấu giá, chủ xe phải nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi biển số. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố bộ tiêu chuẩn đầu ra của 11 nghề nghiệp sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Bộ tiêu chuẩn nhằm phục vụ đào tạo nghề ở các vùng nông thôn, vùng khó khăn. Giám đốc hợp tác xã là một trong số 11 nghề nghiệp vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố chuẩn đầu ra trong đào tạo nghề vào ngày 12 tháng 7. Bộ chuẩn đầu ra này quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. Tôi sẽ tham gia để nâng cao về cái trình độ năng lực lãnh đạo để duy trì cái hợp tác xã chúng ta ngày càng vững mạnh. Có những nghề trước giờ đã vẫn tồn tại rồi, tuy nhiên là cái tài liệu một cách bài bản thì chưa được công bố, chưa được biên soạn. Năm 2022, Bộ Nông nghiệp đã đầu tư rất là kỹ cho các trường về việc là xây dựng những cái tài liệu đặc chuẩn và nó tốt hơn.
Bên cạnh đó, đây sẽ là căn cứ để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nông thôn xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu điện tử trình độ sơ cấp nghề. Bộ tiêu chí chuẩn đầu ra này được xây dựng căn cứ trên các tiêu chuẩn, quy định pháp luật về nghề nghiệp cũng như yêu cầu thực tế của xã hội. Tất cả nhằm hướng tới chuẩn hóa chất lượng đào tạo sơ cấp nghề dùng nông thôn trên cả nước trong thời gian tới. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 vừa thông qua nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024. Theo đó, có 26 khoản thu được thông qua. Trước thềm năm học 2023-2024, động thái này nhằm giúp công tác thực hiện thu chi trong trường học được công khai, minh bạch và có sự giám sát chung. 26 khoản thu được thông qua thuộc 4 nhóm chính, bao gồm các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo quy định, các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các đề án được phê duyệt, các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú, các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh. Mức thu áp dụng bao gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hai học sinh lớp 11 của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Thành phố Hồ Chí Minh đã được trao giải đặc biệt tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế Intel ISAF với sản phẩm là chó robot cứu nạn. Đây là cuộc thi do Hiệp hội Khoa học và Xã hội Hoa Kỳ tổ chức dành cho học sinh trung học từ lớp 9 đến lớp 12. Cậu học sinh chuyên toán Lê Minh Đức đã kết hợp cùng bạn học chuyên tin Nguyễn Lê Trung Kiên nghiên cứu chó robot từ tháng 6 năm 2022. Sau các khâu thiết kế, lắp ráp và thử nghiệm, hai em cho ra đời hai mẫu chó robot. Trong đó, tác phẩm đạt giải có tên là Mô hình robot 4 chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng sạt lở. Chú chó này có nhiệm vụ chính là có thể đi trinh sát với camera của mình và có thể mang vác đồ nếu cần thiết. Thì điểm mới của chú chó này là việc nó có chân vịt. Đây là lần đầu tiên một con chó robot trên thế giới có chân vịt và việc này giúp cho nó có thể đi trên bùn một cách dễ dàng hơn trong môi trường bị sạt lở. Để bảo vệ cái phần khung xương chân vịt thì em đã thiết kế ra cái phần đế được dựa trên vảy của loài cá, còn được mệnh danh là áo chống đạn của Amazon. Nó chống được những cái vật sắc nhọn. Trong tương lai, hai bạn hy vọng có thể tạo nguồn cảm hứng cho các bạn học sinh khác, có thể sáng tạo nhiều loại robot thiết thực có tính đột phá. Hai bạn cũng sẽ cố gắng tiếp tục phát triển nghiên cứu về sau này để mang sản phẩm vào đời sống. Tổng thống Hàn Quốc đã đề xuất với Thủ tướng Nhật Bản cho phép các chuyên gia của Hàn Quốc tham gia giám sát việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản ra biển. Đề xuất được đưa ra tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Litva. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đề nghị chia sẻ thông tin giám sát về toàn bộ quá trình xả nước thải theo thời gian thực và các chuyên gia Hàn Quốc phải được phép tham gia quá trình này. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề nghị rằng việc xả thải phải được ngừng ngay lập tức nếu phát hiện nồng độ chất phóng xạ trong nước vượt quá tiêu chuẩn. Đáp lại, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết sẽ làm mọi cách để có thể đảm bảo an toàn và không gây hại tới sức khỏe người dân hai nước và tới môi trường. Ông Kishida cũng cam kết thông báo minh bạch và kịp thời kết quả việc giám sát xả thải. Nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định rằng việc xả nước thải được thực hiện theo đánh giá của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, đồng thời cam kết ngừng xả thải khi mức phóng xạ vượt quá giới hạn cho phép. Trước đó, IAEA đã khẳng định việc xả nước thải từ nhà máy Fukushima đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Theo kế hoạch, việc xả thải sẽ được tiến hành từ tháng 8 tới. Do tác động của biến đổi khí hậu thì thời tiết tại khắp nơi trên thế giới ngày càng cực đoan và khó lường. Tuy nhiên thì điều này vẫn không thể dập tắt được tinh thần lạc quan của người dân, nhất là cư dân ở Italia và Nam Phi. Đài phun nước Trevi là địa điểm mà khách du lịch không thể bỏ lỡ khi đến Roma. Trong mùa hè này, đài phun nước càng đông đúc hơn khi cả du khách lẫn người dân kéo đến đây giải nhiệt giữa cái nóng 42 độ C. Và gelato, món kem trứ danh của Italia, là vũ khí không thể thiếu khi người ta chiến đấu chống lại cái nóng đổ lửa. Làm sao để tránh nóng ư? Nghịch nước thật lâu, ăn kem thật nhiều, làm việc ít thôi. Từ đầu tuần này, Roma và nhiều thành phố khác ở Italia đã được đặt trong báo động đỏ vì nắng nóng. Theo dự báo thời tiết, tình trạng cực đoan này sẽ tiếp diễn thêm một tuần nữa. Trong khi đó, ở Nam Phi, người dân thành phố Johannesburg hào hứng khi được ngắm tuyết rơi lần đầu tiên trong 11 năm qua. Hôm 12 tháng 7, nhiệt độ ở thành phố này đột ngột giảm xuống âm 1 độ C. Tôi rất hào hứng với thời tiết ngày hôm nay, thật là đẹp. Lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy tuyết rơi là vào năm 2012.
Cơ quan khí tượng Nam Phi dự báo đợt lạnh bất thường này có thể kéo dài đến cuối tuần. Nhà biểu diễn mới ở Las Vegas là MSG Sphere vừa được giới thiệu với công chúng dịp Quốc khánh Mỹ qua. Công trình trị giá 2,3 tỷ đô la này được phủ đầy màn hình LCD đầy biến ảo. MSG Sphere có khả năng biến hình quả bóng hay thậm chí là trái đất. Nó là công trình thuộc sở hữu của công ty Sphere Entertainment. Nó cao khoảng 110m, rộng khoảng 157m, diện tích khoảng 54.000m², được gắn đèn LED, một kỷ lục thế giới về diện tích màn hình. Đây cũng được cho là kiến trúc hình cầu lớn nhất từ trước đến nay. Công trình chưa mở cửa cho khách vào tham quan mà chờ đến 29 tháng 9. Với 18.600 chỗ ngồi, MSG Sphere trong tháng 9 và 10 này sẽ là nơi diễn ra các buổi biểu diễn của ban nhạc U2. Leonardo da Vinci được biết đến là tác giả của bức họa nổi tiếng Mona Lisa, nhưng ông còn là một nhà phát minh thiên tài của thời kỳ phục hưng cách đây từ 5 đến 6 thế kỷ. Và 12 bản phác thảo và tranh gốc của ông đã được đưa đến thành phố Washington, lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng Mỹ sự quan tâm của danh họa này đến các môn như là hình học hay là vật lý. Các nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật đã biết rằng, sinh thời, Da Vinci cũng tự coi mình như một kỹ sư trước khi xem mình là họa sĩ. Các bản gốc được trưng bày ở Thư viện Công cộng Washington này là những bằng chứng cho thấy điều đó. Triển lãm mang tên Tưởng tượng ra tương lai, Leonardo da Vinci bên trong tâm hồn của thiên tài người Italia. Chúng gồm các bản phác thảo nằm trong tác phẩm Codex Atlanticus của Da Vinci, với các phác thảo ý tưởng thiết kế và tranh minh họa, được thực hiện từ năm 1478 đến 1589, gồm 1.119 tờ rời chia thành 12 bộ. Chúng phản ánh các mối quan tâm của Da Vinci như hệ thống thủy lực, máy đào, cần trục. Ông quan tâm đến các khía cạnh của đời sống con người. Điều đó giải thích vì sao ông quan tâm đến các chuyện như kiểm soát năng lượng từ nước hay nghiên cứu khả năng bay lên. Tác phẩm Codex Atlanticus được bảo quản trong Thư viện Ambrosiana ở Milan, Italia. Đây là một trong vài lần khá hiếm hoi tác phẩm này được cho mượn để triển lãm. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 8 này. Tiếp theo trong mảng an ninh trật tự, xe container tông hai xe chạy ngược chiều, 3 người bị thương. Cảnh báo tình trạng nhân viên ngân hàng mở tài khoản ảo tiếp tay tội phạm. Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 7, phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu tiếp tục làm việc. Nhiều bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn hối hận, mong được hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt. Cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày vì thương người tin người nên mới môi giới hối lộ và mong được hưởng khoan hồng của pháp luật. Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc về tội môi giới hối lộ khi giúp Nguyễn Thị Thanh Hằng đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng, cựu cán bộ cơ quan an ninh điều tra. Mục đích để Hưng chạy án cho Hằng và Lê Hồng Sơn về hành vi hối lộ hơn 38,5 tỷ đồng khi tổ chức các chuyến bay giải cứu. Dù đã đưa tiền nhưng Hằng, Sơn vẫn bị khởi tố nên làm đơn tố cáo. Bị cáo Hưng bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy vậy, số tiền cụ thể chưa được làm rõ. Hằng khai đưa cho Tuấn 2,8 triệu đô la, nhưng Tuấn khai chỉ nhận 2,65 triệu đô la. Tương tự bị cáo Tuấn, các bị cáo thuộc nhóm tội nhận hối lộ từng công tác tại Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế đều thừa nhận vi phạm và mong được hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sáng nay, một chiếc xe container đã tông liên hoàn vào hai xe ô tô lưu thông theo chiều ngược lại, khiến 3 người bị thương. Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tài xế Châu Minh Phát điều khiển xe container chở phân bón lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Khi đến thôn 5 xã Đức Liễu, bất ngờ va chạm với xe ô tô bán tải do ông Lê Ngọc Tăng điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại. Chiếc container sau đó tiếp tục va chạm với xe ô tô 7 chỗ do bà Nguyễn Thị Phượng điều khiển, cũng đang chạy theo chiều ngược lại. Sau cú tông liên hoàn, chiếc container lật ngang giữa đường, hàng chục tấn phân bón trên thùng xe văng ra đường. Vụ tai nạn khiến tài xế container và hai người trên xe bán tải bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Ba phương tiện hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sáng 13 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã ban hành cáo trạng truy tố 5 người về tội hành hạ người khác và cố ý gây thương tích.
Nhóm này trước đó đánh đập, hành hạ bạn cùng tàu bằng nhiều hình thức giả mạo. Đó là các đối tượng Trần Công Toàn, 37 tuổi, Đoàn Văn Tạc, 41 tuổi, Sử Chí Tâm, 27 tuổi, Nguyễn Văn Tị, 34 tuổi và Nguyễn Văn Của, 32 tuổi, cùng ngụ huyện Trần Văn Thời. Trước đó tối 15 tháng 11 năm 2022, mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh hai ngư dân bị hành hạ giả mang trên tàu cá. Vụ việc sau đó được xác định xảy ra tại vùng biển Cà Mau. Nạn nhân trong vụ hành hạ là ngư dân Trương Văn Trung và Lê Văn Bình, bị bạn đang đi cùng tàu trên biển đánh bằng đuôi cá đuối, dùng kìm bẻ răng và thậm chí bắt ăn cá sống. Hậu quả ông Trung bị nhiều vết thương, lở loét, kết quả giám định thương tật là 48%. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai lý do đánh ông Trung là do ông này lười biếng, làm không được việc. Công an thành phố Đà Nẵng gần đây đã triệt phá đường dây mua bán trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Điều đáng nói là hành vi phạm pháp có sự cấu kết và móc nối tiếp tay của nhân viên 13 ngân hàng trên cả nước. Các tài khoản ngân hàng giả mạo sau đó được các đối tượng tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo và phạm pháp. Trong đường dây, đối tượng đã trao đổi mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản, lợi nhuận thu về hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn thu lợi bất chính 700 triệu đồng từ hành vi nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác, bán lại để mở khống 400 tài khoản. Đặc biệt có trường hợp một nhân viên ngân hàng mở 27 tài khoản, dù biết hình ảnh giấy tờ mà đối tượng bên ngoài cung cấp là giả. Dữ liệu thông tin cá nhân bị lộ, kéo theo không ít hệ lụy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Là thời gian vừa qua là các đối tượng giả danh cơ quan điều tra, viện sát nhân dân để lợi dụng vào đó để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, yêu cầu bị hại là chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Luật pháp bảo vệ cho các dữ liệu cá nhân thông qua nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 qua. Các cái nhân viên ngân hàng mà thông đồng hoặc là cấu kết để mua bán cái thông tin này, là sử dụng thông tin này để thực hiện các cái tội phạm khác, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cái tội tương ứng đó với vai trò là đồng phạm giúp sức. Ngành ngân hàng cũng khuyến cáo người dân mở tài khoản vừa đủ theo nhu cầu nhằm tránh bị lợi dụng. Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Sơn, ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng về hành vi lừa đảo và làm giả giấy tờ. Đối tượng đang bị Công an tỉnh Kiên Giang truy nã đặc biệt sau khi lừa đảo chiếm đoạt một chiếc ô tô. Theo hồ sơ, năm 2020, Nguyễn Hữu Sơn đến Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nhờ người thuê một chiếc xe ô tô, sau đó làm giả giấy tờ rồi mang về Bình Phước cầm cố với số tiền 400 triệu đồng và chia nhau tiêu xài hết. Tháng 8 năm 2021, Công an thành phố Rạch Giá, Kiên Giang đã phát lệnh truy nã đặc biệt Sơn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Qua xác minh, Công an huyện Phú Riềng đã phát hiện và bắt giữ được Nguyễn Hữu Sơn khi đối tượng này đang hành nghề lái xe chở hàng tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Hiện Công an huyện Phú Riềng đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ và bàn giao đối tượng Sơn cho Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang di lý về địa phương, tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Chiều 12 tháng 7, đại diện Vietnam Airlines cho biết sẽ kiểm điểm và sa thải một phi công do dương tính với ketamin, một loại ma túy tổng hợp. Trung tâm Y tế Hàng không Cục Hàng không Việt Nam đã xét nghiệm máu và nước tiểu của phi công, kết quả dương tính với ma túy. Chất cấm này không liên quan đến việc sử dụng hai loại thuốc giảm đau mà phi công khai báo. Trước đó, ngày 25 tháng 4, trạm kiểm tra của đoàn bay 919 thuộc Vietnam Airlines đã kiểm tra sức khỏe phi công trước chuyến bay. Một thành viên đội bay A312 từ chối test chất gây nghiện. Phi công sau đó được đưa đến một cơ sở chuyên làm dịch vụ xét nghiệm để lấy mẫu phân tích chuyên sâu và test nhanh chất gây nghiện qua nước tiểu. Kết quả test cho thấy phi công này dương tính với ketamin. Ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao. Jasper Philipsen về nhất chặng 11 Tour de France, lần thứ tư thắng chặng. Người hâm mộ chào đón Lionel Messi đến với câu lạc bộ Inter Miami. Thưa quý vị, tay đua người Bỉ Jasper Philipsen đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Tour de France 2023. Hôm qua thì anh đã lần thứ tư thắng chặng ở giải đua xe đạp này. Chặng 11 là chặng nước rút cuối của Tour de France 2023 trước khi các tay đua tiến đến giải Alpes với địa hình đồi núi. Hành trình từ Clermont-Ferrand đến Moulins dài 180 km, nhiều dốc nhưng không có đèo lớn. Ở đợt nước rút về đích, tay đua người Hà Lan Dylan Groenewegen nhắm đến vạch đích với tốc độ rất cao. Jasper Philipsen lập tức bám đuôi. Chiến thắng tưởng chừng như đã nằm trong tay Groenewegen thì Philipsen đã bất ngờ dương lên trong khoảng 100m cuối để giành chiến thắng ấn tượng. Chiến thắng này giúp Philipsen củng cố áo xanh dành cho tay đua nước rút tốt nhất,
với 323 điểm, bỏ rất xa người xếp thứ hai là Priyankoka với 178 điểm. Trong khi đó, Jonas Vingegaard vẫn giữ được áo vàng dẫn đầu tổng sắp với thành tích 46 giờ 34 phút 27 giây, duy trì được khoảng cách 17 giây so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tadej Pogacar. Siêu sao Lionel Messi đã chính thức trở thành cầu thủ của câu lạc bộ Miami kể từ tháng 6. Để chào đón anh thì nhiều người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động Tribe Pink để thể hiện tình yêu với thần tượng của mình. Một phần trong sự chào đón là một bức tranh tường với chân dung Messi ở khu nghệ thuật Wynwood ở Miami của họa sĩ gốc Argentina Massimiliano Bagnasco. Cùng với đó là sự xuất hiện của chủ tịch và đồng sở hữu Inter Miami, cựu danh thủ Anh David Beckham. Chúng tôi đến từ Argentina và Messi là tấm gương cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi cố gắng đoàn kết và sống tốt giống như anh ấy. Với chúng tôi, đó là trở thành một người Argentina đúng nghĩa. Theo tờ Miami Herald, cầu thủ 35 tuổi sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, trị giá 50 đến 60 triệu đô la mỗi năm, với tùy chọn gia hạn đến năm 2026. Tin tức về việc Messi gia nhập đã có những tác động chỉ sau vài giờ. Giá vé tăng vọt lên 10 lần và số lượng người theo dõi tài khoản Instagram của đội tăng từ 1 lên 8 triệu. Messi sẽ chơi trận đầu tiên cho Inter Miami vào ngày 21 tháng 7 khi họ tiếp đón Cruz Azul của Mexico trong trận mở màn League Cup, giải đấu thường niên giữa các câu lạc bộ của Mỹ và Mexico. Từng là một địa điểm hành lễ tôn giáo, miệng núi lửa cũ Teoka giờ trở thành sân bóng đá độc nhất vô nhị. Miệng núi lửa này nằm ở độ cao 2.700 mét, bao quanh là rừng nhưng lại nằm ngay sát thủ đô Mexico City. Là di tích địa điểm tôn giáo bị lãng quên, miệng núi lửa cũ này được khoảng hơn chục đội bóng sử dụng chung. Người ta cho rằng sân bóng này hình thành từ ít nhất là 70 năm trước. Để đến đây, chỉ có cách đi bộ men theo sườn núi. Chúng tôi sẽ bắt đầu giải vô địch mang tên Teoka. Đến đây chơi thể thao thì rất tuyệt. Miền Nam Mexico có trên 200 núi lửa, nhưng hầu hết đều không hoạt động vì nước này nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xảy ra hoạt động địa chấn như động đất hay núi lửa phun trào. Tháng năm qua, núi lửa Popocatépetl cao 5.426 mét đã thức giấc và phun trào nham thạch và tro bụi nóng bỏng. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi. Ngày mai vào lúc 6:30 thì những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây sáng. Quý vị đừng bỏ lỡ nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.